19 giờ tại xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội. Sau gần 3 tháng trinh sát, các cán bộ của đội quản lý thị trường số 28 trên cục quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với công an huyện cùng phóng viên VTV24 tiến hành đột kích vào cơ sở chuyên chế biến cua xay đóng trong một con hẻm nhỏ. Tại hiện trường, chủ cơ sở vẫn đang thực hiện các thao tác chế biến đóng gói cua xay. Dù đang đóng gói nhưng số cua này đã bốc mùi hôi thối. Nơi sản xuất chật hẹp, mất vệ sinh. Toàn bộ quy trình diễn ra trên nền gạch, thậm chí sử dụng cả những sành bẩn như thế này để trộn cua. Thế nhưng đây lại là nơi cho ra lò cả tấn cua xay thành phẩm ra thị trường trong một tuần. Ngày em làm khoảng 2 tạ, tiêu thụ ở các thị trường ở quê. Tiếp tục kiểm tra cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện hơn 6 tấn cua xay nguyên liệu đang cất giữ tại kho đông lạnh, không có bất kỳ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất. Toàn bộ số nguyên liệu này không biết đã được chủ cơ sở nhập về từ khi nào. Chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hàng hóa thì đơn vị cũng chưa xuất trình được đối với hóa đơn chứng từ nguyên liệu đầu vào. Theo tìm hiểu, để thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể, chủ cơ sở tận dụng thu mua những loại cua thải, cua chết từ các khu chợ về để chế biến. Để khử mùi hôi thối và tạo màu tươi ngon, chủ cơ sở này còn trộn thêm nhiều hóa chất tạo màu tạo mùi để trong thùng cáu bẩn như thế này. Tất cả các loại hóa chất này đều không có nguồn gốc xuất xứ, nghĩa là không được phép sử dụng trong thực phẩm. Nhưng chủ cơ sở cứ tùy tiện trộn vào cua xay, không theo bất cứ tỷ lệ nào. Một túi này anh trộn được bao nhiêu con cua? Con này nó không có tỷ lệ. Anh theo tỷ lệ của anh thôi đúng không? Vâng. Hôm nay anh trộn được bao nhiêu túi? 200 túi. Một chiêu thức nữa chủ hàng còn sử dụng để bán chạy hàng và thu hút khách đặt mua là tự đặt in tem nhãn, giả mạo xuất xứ cua xay ở Đồng Tháp để dán vào những bao gói cua xay thành phẩm. Có lẽ khi nhìn những bao gói bắt mắt với đầy đủ thông tin về sản phẩm, ít ai nghĩ rằng số cua xay này lại được ra lò từ một lò sản xuất bẩn thỉu, mất vệ sinh với công nghệ pha trộn hóa chất độc hại như thế này. Cơ sở hoạt động rất lén lút, chủ yếu là tập trung sản xuất vào buổi chiều từ khoảng 6 giờ đến 10 giờ đêm. Khi mà vào chế biến là người ta đóng toàn bộ các cái cửa vào cũng như là có người cảnh giới ở bên ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nhà hàng, quán ăn nào đã nhập sản phẩm cua xay từ cơ sở này để bán cho người tiêu dùng trong suốt thời gian qua. Cơ sở chế biến thì không đảm bảo vệ sinh, nguyên liệu thì không rõ nguồn gốc và thậm chí là trong quá trình chế biến thì chủ cơ sở đã trộn thêm các loại hóa chất không rõ xuất xứ. Và rõ ràng khi đến tay người tiêu dùng với việc được đóng gói sạch đẹp như thế này thì đúng là đánh đố họ làm sao để biết được là sản phẩm đó như thế nào ạ. Và rõ ràng thì với những thủ đoạn tinh vi như thế này thì lời khuyên của chúng tôi dành cho quý vị và các bạn đó là hãy tự tay chế biến những sản phẩm đó cho gia đình của mình, hoặc ít nhất hãy lựa chọn những cơ sở uy tín với địa chỉ đáng tin cậy. Đến đây thì chương trình xin được phép nói lời chào tạm biệt.